Hello mọi người, hôm nay là ngày 25 tháng 12, hiện tại là cũng trễ rồi, khoảng là 5 giờ. Mình sẽ đi đến thành phố Hakata đi chơi Noel. Hiện tại thì mình đang ở nhà ga Oriaki, ga làng. Mình đang chờ tàu đi đến Kiyama, và từ Kiyama mình sẽ tiếp tục bắt tàu đi đến Hakata để đi chơi Noel. Nói thiệt chứ cũng không phải đi chơi nữa, mà là đi dạo quanh thành phố Hakata thôi. Mình sẽ cho mọi người đặt tiền vào thẻ nha. Đầu tiên nè, thẻ vô card game team ichi, cái tiền vô đây nhá. Ok rồi nè, thế là mình có thể đi vào thôi. Tại sao phải dùng cái thẻ này? Bởi vì ga nhỏ thì mình phải trả tiền mặt, còn ga lớn thì mình có thể là mua vé hoặc là mình quét bằng thẻ. Đây là cũng là thẻ tàu nha, đây là thẻ tàu, mình sẽ làm cái thẻ và mình nạp tiền vào. Sau đó tàu đến rồi mọi người ơi, lên tàu thôi. Hiện tại thì mình đang ở Hakata, vừa mới đến luôn kìa, nhà ga Hakata. Trước ra Hakata, trời ơi lạnh quá. Toàn thấy người thôi, người và người. Tôi lạnh quá, nói chuyện rung luôn á, lạnh khủng khiếp luôn mọi người ạ. Lạnh quá. Thôi là mình có cái gimbal này chứ không là cầm điện thoại, cái tay nó cứ rung. Đứng ở thành phố Hakata City, hình như chữ phía sau nó bị ngược rồi đó. Đây rất là đông người luôn.
một cái dĩa này với giá là 3 sen 500 yên, 3 sen 500 yên nha mọi người. Bộ lông này với giá 9 sen nha mọi người. Trời ơi là khủng khiếp. Đây là cái ngoài da này nè, chụp đâu giờ đây là năm 2 mình được đón Noel Nhật Bản. Năm rồi thì mình cũng đã đến được Hakata một lần. Mình ta xả rác đây. Hết rồi, chỉ có thấy rồi, không có gì hết. Đi đến Hakata vào mùa Noel thì mình chỉ thấy đèn và người thôi mọi người. Đa số là người từ các tỉnh khác, các tỉnh lân cận đổ về. Phía này là chỗ chờ taxi đây. Người ta cần với cô bộ đội. Đông người quá. Đông người giờ lạnh luôn á. Hakata City. Có mấy ông già Noel mặc áo không mặc quần đây mọi người. Hình như là không lạnh hay sao á. Sau khi dạo một vòng thì bây giờ tụi mình đã đi mua trà sữa. Sau đó dạo thêm một vòng nữa. Rồi đi về. Lạnh quá. Lạnh thiệt luôn á, rất là lạnh luôn.
nhiệt độ hiện tại thì mình nghĩ là tầm khoảng 3 độ và gió thổi rất là lớn. Nhân viên mới đưa cho mình cái menu để chọn trước này. Một hồi đỡ mất công phải lựa chọn. Chọn trước sau đó order luôn. Đây là tất cả các loại trà sữa trong quán. Đây là trà sữa matcha. Nhiều loại lắm, đây là trà sữa đường biên này. Có ngọt, ngọt vừa và rất ngọt. Có thể làm bỏ đá hay không bỏ đá này. Nếu mà không bỏ đá thì tặng thêm 80 yên này. Cái này là tấp tim. Cái này hay. Hay. Order xong rồi trả tiền cho mọi người. Tính xong rồi nè, anh nhân viên sẽ tính tiền và tính thương yêu. Sau khi mà order xong á thì tiếp tục lại đi qua bên này. Đây, lại tiếp tục đứng bên đây xếp hàng để chờ lấy. CL nè, CL 5 ly. Tính luôn thuế là 4 sen 200 yên cho mọi người. Đưa 5 sen thôi lại 800 yên. Là nếu tính như thế thì tổng cộng mình mua là khoảng 900 ngàn. 5 ly trà sữa 900 ngàn cho mọi người. Đang sắp tới lượt mình rồi mọi người ơi. Đông quá, đông cũng đang chờ lấy đây. Chuẩn bị bỏ bọc cho mình đây. Đi thôi rồi mà. Thành quả sau khi chờ đợi của mình, 5 ly trà sữa còn 900 ngàn đó. Biết nó là nó đẹp thôi chứ không biết nói gì nữa. Thank you.